quá đẹp. Đúng là bình cổ có khác. Đáng đồng tiền bát gạo thật. Bác, ôi trời, trời ơi, bác có đôi cái bình cổ đẹp quá. Em nhìn sơ qua nhá, là em biết ngay cái bình cổ này thuộc diện thập cổ lai hy, rất là quý giá. Thế chú cũng là dân chơi đồ cổ à? Vâng, em cũng mới bập bẹ chơi thôi. Thế nhưng mà em biết giá trị của cái đôi bình này. Dạ, em cũng bày tỏ nguyện vọng của mình luôn ạ. Dạ, em muốn mua một chiếc bình cổ này ạ. Tại vì em ý thì không hợp với số 2, em ý chỉ hợp với số 1 thôi. Cho nên là em sẽ mua một chiếc bình cổ này của bác được không ạ? Thôi, không được. Sao lại không được ạ? Cặp này anh đầu tư mãi đấy, 8 triệu đồng. Mới lại là cặp bình này nó phải đi có đôi, chứ làm sao bán lẻ được. Thôi được rồi, em sẽ mua một cái bình này của bác với giá 10 triệu. 10 triệu? Vâng. Mà chỉ một cái thôi? Một cái thôi. Ok luôn. Ui, ok luôn. Được rồi, để em lấy tiền đưa cho bác. Mà ở đây thì em có mỗi 2 triệu thôi, cho nên là bác cầm trước làm tin. Tí nữa em ra kia, em rút tiền ở cây ATM, rồi em sẽ đưa cho bác, em lấy cái bình ạ. Cũng được, cũng được. Được. Bán cho em nhá. Bán á? Vâng. Ui không được, không được, không được. Bình này anh sưu tầm mãi mới được. Thôi không bán được đâu. Thôi thông cảm. Bác cũng thông cảm, bác bán cho em thích lắm em mới vào hỏi không, bác. Không được. Nói thật với chú là anh, nếu mà bán thì anh bán một chiếc thôi. Đấy, không được. Mệnh của em nó hợp với số 2, nó lại không hợp với số 1. Mà bác biết rồi đấy, dân chơi đồ cổ lại phải chơi theo mệnh. Thôi, bán cho em. Thôi, nói thật là anh không thể bán được cái đôi bình này. Nếu mà chú thích là anh chỉ để lại một chiếc thôi. Thôi, còn, bác thông cảm. Hai cái thì khó quá nhá. Khó ạ? Ừ. À, khó thì thế này. 25 triệu một cặp. Hết khó chưa? Hết khó luôn. Hết luôn nhỉ? Thế bác bán cho em nhá. Ừ, đồng ý luôn. Bây giờ như này, em không mang theo tiền, em chạy ra ngân hàng em rút cái vào đây em mua luôn. Nhá, bác okay. Nhớ nhá. Vâng, thì em đi luôn. Anh này, nhưng mà dạ. Thế thì chú cũng phải để lại ít tiền đặt cọc cho anh ấy để anh còn tin chứ. À, tiền đặt cọc cái gì? Ừ. Anh em chơi đồ cổ hiểu nhau quá đấy. Vâng. Em mạnh em là hợp với số 2. Em đặt cọc bác hẳn 2 lít. Chú cũng được. Không được. Chú đi nhanh nhá. Không được bán cho ai đâu đấy. Rồi, anh chờ. Vâng, em đi đây. Nhớ không được bán cho ai nhá. Nhanh. Ôi trời ơi. Tự nhiên sáng ra lại có một mớ tiền thế này. Đây rồi, tiền đây rồi. Ê, em chào bác. Em có đủ tiền đấy rồi. Em đến em lấy cái bình. Chú anh bảo này. Dạ. Có một cái vấn đề như này. Vấn đề gì ạ? Cái lúc mà chú đi lấy tiền ấy, tự nhiên anh ngồi anh nghĩ lại. Anh nói thật là bán hai cái bình này anh tiếc quá. Anh nói thật, anh dày công lắm anh mới tìm được hai bình này thôi. Anh có ý kiến như này nhá. Bác buồn cười nhờ, người lớn với nhau rồi bác làm trò đấy. Thôi, chú cho anh gửi lại 2 triệu tiền chú đặt cọc. Còn cái bình này nói thật là anh không bán được. Không được, người lớn với nhau mà bác lại chơi cái trò này. Bây giờ bác lại giả tiền cho em. Em thích nó lắm rồi. Anh thôi bây giờ chú đợi anh tí. Đây rồi. 2 triệu đặt cọc của chú anh gửi lại chú nhá. Bây giờ anh đưa thêm chú 5 triệu nữa coi như là anh bồi thường cái chuyện thất lý được chưa? 5 triệu. Thôi được rồi, 5 triệu đưa đây. Ừ. Lần sau đừng làm như thế nữa nhá. Ừ. Chỉ một lần nữa đây nhá. Rồi anh hiểu. Thông cảm cho anh nhá. Rồi. Thế đi nhá. Lần này rồi đấy. Rồi. Ôi trời ơi. Thế rồi sắp có một đống tiền rồi. Bình ơi. Xin chén nước. Mình ơi, tôi bảo này. Chuyện gì? Mình sắp giàu to rồi. Sao mà giàu to? Mình có biết cái đôi bình này này, anh mua bao tiền không? Bao nhiêu? Có 8 triệu đồng. Mà bây giờ có người giá anh 25 triệu đấy. Thế hình dáng cái người mua này nhìn như thế nào? Đầu tiên là như thế này. Có một cái thằng béo béo to to. Nó đến nó đòi mua chỉ một chiếc bình thôi. Mà nó giản 10 triệu. Tôi đã sướng rút người rồi. Nhưng mà lúc sau nhá, lại còn có một cái thằng
đen đen hôi hôi. Nó đến nó đòi mua hai cái bình này của ông với giá cao đúng không? Chuẩn luôn, 25 triệu. Ôi tôi chết rồi, thì chắc chắn là ông bị lừa rồi. Ê, lừa là lừa nào, bà cứ nói luyền thuyền. Tôi chắc chắn là ông bị lừa. Vừa rồi á, tôi thấy hai thằng ấy bị bắt lên ủy ban vì nó lừa nhiều người như thế này rồi. Ôi giời, bây giờ phải như thế nào? Ôi giời, còn làm như thế nào nữa, lên ủy ban trình báo. Đau liệu có một ý mình. Em đi đâu? Đứng lại. Đi đâu? Thế đi đâu tôi lại phải tâu với bà? Không tâu thì ở nhà. Ngồi xuống. Giờ này rồi còn đi đâu? Tôi đi gặp đối tác. Giời sĩ diện. Phủ vôi phủ vừa bằng đối tác. Này, đừng có mà xúc phạm nhau thế nhá. Không nói nhiều, tôi đi gặp một nhân vật rất là quan trọng. Nào nào nào, ngồi xuống. Đi gì nữa? Đi gì? Quan trọng gì? Quan trọng thì cũng 1/3 chai nhá. Làm cho gì đấy? Ông mà uống quá hơn nhá là biết tay tôi. Hả? Đi đi. Tức là uống 1/3 chai này thôi á? Đúng rồi. Nhìn mắt tụt hết cả cảm hứng như tập hát. Đúng rồi. Đi lên. Em đi đâu hỡi cô nàng ơi, đau liễu có một ý mình. Anh đi đâu ơi cô mình ơi, mà đau liễu. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Cái ông này, tôi dặn ông thế nào mà để say xỉn thế này hả? Mình ngồi đây đợi anh à? Bây giờ yêu quá anh à? Đợi cái gì mà đợi? Hả? Lúc đi tôi đã nói là uống 1/3 chai thôi. Sao lại để say xỉn thế này hả? Say đâu mà say, luyên thuyên. Anh là không bao giờ anh say nhá. Trời ơi, không thể nào chấp nhận được. Chồng mới trẻ con, nói không bao giờ nghe cả. Anh nói cho mình biết nhá. Anh rất yêu mình. Anh biết là mình rất là lo lắng cho anh. Chứ sao nữa? Thế là anh có làm trái lời mình đâu. Sao không trái lời mà lại chai rượu hết sạch này hả? Thì anh đã làm đúng theo lời mình dặn. Thế tại sao mà hôm uống 1/3 chai không say mà hôm nay lại say? Mình nói là anh lại càng thêm bực đấy. Bực cái gì mà bực? Bởi vì là chỉ tại hai cái quả đối tác của anh ấy. Nó làm sao? Thì bỏ bom anh. Để anh leo cây rồi anh phải uống hết cả phần. Điên sư như nó chứ. Thằng nào hả? Thằng nào dám bỏ bom mình hả? Nói cho mình leo cây mặt mũi nó như nào? Nhà nó ở đâu? Từ từ để người ta nhớ chứ. Anh nhớ không nhầm thì cái đối tác thứ nhất ấy là bố vợ anh. Còn đối tác thứ hai ấy là anh vợ anh. Đấy, mình xử lý đi. Trời ơi. Sao? Hôm nay hẹn anh ấy chưa? Anh ấy có đến không? Anh ấy tên là gì? Anh ấy tên là Đức Ái. Cái gì? Đức Ái á? Ôi dồi ôi, chị xin em luyện ạ. Chị là tìm dai thẳng, có phải tìm dai cong đâu mà là Đức Ái. Rồi ạ. Chị lúc nào cũng sồn sồn ý. Cứ từ từ xem nào. Phải nghe đã. Ái ở đây là gì? Là nhân ái, là nhân từ, hiểu chưa? Là anh ấy luôn luôn có lòng trắc ẩn. Anh ấy đi làm từ thiện nhiều thì người ta gọi là ái, hiểu chưa? Rồi, hiểu. Nhưng rồi. Nhưng mà là ái là ẻo. Rồi, hiểu. Anh ấy men lắm. Rồi, xin lỗi, được chưa? Nhưng mà này, anh ấy có đủ tiêu chí của chị không đấy? Tiêu chí của chị là chị nhắc lại cho em hàng tỷ lần em không nhớ à? Đầu tiên, nhà giàu. Thứ hai, ga lăng. À, này, thế có đẹp trai không đấy? Thứ ba, cao to đẹp trai. Đúng rồi, chưa? Rồi, được. Chốt
Ok đấy. Em bảo với chị nhá, đẹp hay không ấy cũng tùy vào con mắt kẻ say tình cơ. Nhiều khi là em thấy đẹp nhưng mà chị nhìn chị lại không thấy đẹp. Đấy, ngay cái vụ hôm trước ấy, em giới thiệu ông anh em không nể cái vụ chị giúp em ấy với cả người yêu em quay lại với nhau ấy, thì còn lâu em mới giúp chị vụ này. Này chị nói với em nhá, thì cái gì cũng phải có đi có lại thì mới toại lòng nhau chứ. Mấy giờ anh ấy đến thì còn biết đây. Em hẹn anh ấy luôn rồi và anh ấy luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị rồi. Chỉ cần alo cái anh qua luôn. Này đừng gọi vội nhá, để chị chỉnh trang lại tóc đã rồi mới gọi. Trời. Xong chưa? Xong rồi gọi. Em gọi nhá. Ừ được rồi. Ui giời. Hồi hộp quá. Anh à, qua đi anh nhá. Vâng. Vâng. Đúng địa điểm đấy ạ. Vâng. Đấy, ngắn gọn, đợi tí. Lâu thế, sốt ruột đây là sốt ruột ấy. Chị cứ bình tĩnh, từ từ anh ấy qua giờ đấy. À, anh, chào em. Em giới thiệu qua tí. Đây là anh Đức Ái, đầy lòng nhân ái. Khả năng em xin phép em đi trước để cho anh chị tiện nói chuyện nhỉ. Em đi anh nhá, chị nhá. Lượn đi nhá. Vâng. Anh chào Hoa. Em chào anh ạ. Anh rất vui vì hôm nay anh lại gặp Hoa. Em cũng rất vui vì hôm nay được gặp anh. Ôi, lâu lắm không bảo anh mà nhìn anh đáng yêu và đẹp trai hơn nhiều đấy ạ. Anh vẫn thế mà. Thế ạ? Ừ. Thú thật với Hoa là anh đã hỏi luyện rất nhiều thông tin về Hoa. Ui anh ơi, anh tìm hiểu về em ạ. Ừ. Anh ơi, nhưng mà chắc luyện nó nói xấu em nhiều lắm đúng không ạ? Đúng rồi. Thằng khốn nạn. Cái gì đấy? À, không ạ, em bảo luyện nó là cái đứa hư hỏng, pha một chút dễ thương, đáng yêu. Chứ không nói anh ạ. Hết hồn. Thôi mình đi thẳng luôn vào vấn đề nhá. Dạ, vâng ạ. Anh được biết rằng Hoa là một người rất thích ăn. Vâng. Ăn nhiều, mà phải là ăn ngon cơ. Đặc biệt cái món khoái khẩu của Hoa đó là tiết canh vịt đúng không? Vâng ạ. Anh ơi, thế luyện nó chưa nói với anh là em còn thích cả ăn bún đậu mắm tôm à? Em thích bún đậu mắm tôm à? Vâng ạ. Thôi được rồi, mình đi thẳng luôn vào vấn đề nhé. Vâng. Không để Hoa phải chờ lâu, vâng. Sau đây chúng ta sẽ đi ăn nhé. Dạ vâng. Em bị sao đấy? Em bị đau tim à? Không ạ. Không phải em chỉ bị đau mỗi tim thôi, mà còn ruột, gan, lòng phèo của em cũng bị tan nát vì anh đó. Em quá khen. Thôi, chúng ta đi kẻo nguội nha. Vâng. Mấy em mặc trên người này là giá bao tiền? Áo anh mặc trên người như thế này em nghĩ tầm khoảng độ 500. À, chắc là 1 triệu gì đó. Gì? Thế thì đúng rồi, chắc là phải 2-3 triệu ạ. Nghĩ gì? Thế thì 5 triệu ạ. Nào. Thế là bao nhiêu ạ? Chiếc áo anh mặc trên người này này. Vâng ạ. Giá 99 đồng. Cái gì ạ? 99 đồng ạ? Đúng rồi. Anh phải canh cái lúc người ta sale ấy, lúc người ta giảm giá, anh mới mua. À, vâng ạ. Ừ. Anh lại áo lại còn cần phải canh sale ạ. Ừ. 99 đồng ạ. À, thế em đoán cái bữa ăn này là giá bao nhiêu? Bữa ăn thịnh soạn như thế này, nhiều món ngon như thế này, em nghĩ phải gần 10 triệu nhỉ? Dở hơi. Sao đây. Đây là cái voucher. Cái voucher này là voucher khuyến mại nhá. Anh là anh thức ngày thức đêm để anh canh cái hôm nào mà người ta khuyến mại miễn phí anh mới mời em đến ăn đấy. Ôi anh ơi, thế tức là ăn mà anh cũng cần phải canh ạ? Chứ còn gì nữa? Canh giảm giá ạ? Ừ. Ôi em không ngờ. Luyện ơi, Luyện. Sao đấy em? Hơi nghẹn. Em ăn thêm đi, còn nhiều món quá, em ăn đi. Anh ơi, em no rồi ạ, ăn nhiều món như thế này em no căng cả bụng ra rồi. Chắc chắn chưa? Chắc chắn ạ. Anh không tin. Em ơi. Anh ơi, thôi. Hả? Nhiều món quá rồi, anh đừng gọi thêm nữa, em không ăn được nữa đâu ạ. Anh không gọi nữa đâu. Em ơi, cho anh cái túi ni lông nhá. Anh cứ làm em ngại, em có mang đồ ăn về đâu mà anh lại gọi túi ni lông. Đâu, anh cũng bảo em mang về đâu. Anh làm gì ạ? Em ơi, cho anh cái túi ni lông để anh gom hết đồ ăn thừa này vào nhá. Anh ơi, chắc là nhà anh nuôi chó đúng không? Nuôi chó nên là anh mới cần túi ni lông để mang về cho chó ăn. Chó má gì đây?
Nhà anh mỗi cái mồm anh chưa đủ ăn để chó gì. Thế là sao ạ? Anh gom hết cái đồ ăn thừa này vào cho túi ni lông. Tối về đói thì anh lấy ra ăn, hiểu không? Cái chỗ này là ăn được cả tuần đấy. Không. Ủa, sao đấy? Em lại đau tim à? Ôi, sao thế? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.